Em xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Ngọc Hải ạ. Và em đến từ Hà Nội, năm nay em 19 tuổi ạ. Rồi, bây giờ bạn hãy thể hiện tài năng của bạn. Đổ mồ hôi lạnh luôn á. Em cũng mày không có coi là mày dở lắm Đức ơi. Mai mốt đi về tôi coi tivi. Làm gì tôi? Đau không? Không ạ. Em tập nhiều cũng bình thường. Cảm ơn rất là nhiều. Tiết mục quá hay. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Siêu bất ngờ. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Hay quá. Bây giờ em đứng vậy nè. Em quay mặt cho em đi vô được không? Em đứng đây nhưng mà em đi vô mà em đi lùi mà quay mặt như kia để thấy đường đi đó. Thôi thử được không? Nhét đi. Ơi khủng khiếp.